Những tưởng trước một sự việc lùm xùm liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của một loại đồ uống đóng chai đang bán phổ biến trên thị trường, thì Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế là đơn vị đầu mối quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm phải rất quan tâm và có những hành động kịp thời. Tuy nhiên thì dù đã nhiều lần liên hệ nhưng mà ông Nguyễn Thanh Phong là Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm vẫn từ chối trả lời phỏng vấn của VTC14 về nghi vấn có ruồi trong chai nước No. 1 của Tân Hiệp Phát. Theo dư luận và các chuyên gia trong ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, lẽ ra Cục An toàn Thực phẩm cần sớm vào cuộc để phối hợp kiểm tra dây chuyền sản xuất của Tân Hiệp Phát, tránh để dư luận thiếu và nhiễu thông tin như hiện nay. Lý do mà cục này đưa ra để từ chối phát ngôn với báo chí là không sắp xếp được thời gian. Và xem ra, trong những ngày cuối năm này, đúng là Cục An toàn Thực phẩm đang rất bận. Và đến cuối giờ chiều ngày 10 tháng 2, chúng tôi mới được Cục An toàn Thực phẩm thông báo các văn bản chỉ đạo đối với vụ việc này. Theo đó, Cục đề nghị Sở Y tế Bình Dương tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, khẩn trương xác minh thông tin về vụ việc. Kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát có địa chỉ tại 219 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, tập trung vào dây chuyền sản xuất sản phẩm được phản ánh, với một vụ việc liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm đang được dư luận quan tâm như vậy. Chỉ đạo của Cục An toàn Thực phẩm được đưa ra trong lúc này là có phần chưa kịp thời.